Nhân dịp đồng chí Vương Đình Huệ được bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội khóa 15, Chủ tịch Quốc hội Cuba đã gửi thư chúc mừng. Trong thư mừng, Chủ tịch Quốc hội Cuba viết: "Thay mặt các đại biểu Quốc hội, chính quyền nhân dân Cuba và cá nhân tôi, với tình cảm hữu nghị chân thành, tôi gửi đến đồng chí lời chúc mừng nhân dịp đồng chí tái đắc cử Chủ tịch Quốc hội khóa 15. Nhân dân và đất nước Cuba tự hào về mối quan hệ đoàn kết hữu nghị tuyệt vời và mẫu mực với nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam anh em." quốc hội chính quyền nhân dân cuba đã duy trì mối quan hệ anh em và hợp tác chặt chẽ với quốc hội việt nam vì lợi ích của nhân dân hai nước chúng ta chủ tịch quốc hội cuba chúc chủ tịch quốc hội vương đình huệ thành công trong việc thực hiện trọng trách cao cả của mình và tăng cường mối quan hệ giữa hai cơ quan lập pháp hai nước